Hôm nay chúng ta sẽ học về cách tính diện tích hình bình hành. Đầu tiên, chúng ta cùng nhau học về cạnh đáy. BC được gọi là cạnh đáy của hình bình hành. Tiếp theo, chúng ta học về đường cao. Đường AE vuông góc với cạnh đáy BC được gọi là đường cao của hình bình hành. Tiếp theo, chúng ta tính độ dài của cạnh đáy BC. Cạnh đáy BC của hình bình hành có độ dài là 8 cm. Đường cao của hình bình hành có độ dài là 6 cm. Tiếp theo, chúng ta áp dụng công thức để tính diện tích hình bình hành. Công thức tính diện tích hình bình hành là cạnh đáy nhân đường cao. Như vậy, ta sẽ được 8 x 6 bằng 48. Vậy, đáp án sẽ là 48 cm². Chúng ta hãy cùng nhau luyện tập nhé! Các bạn hãy nhấn nút tạm ngừng để giải các bài tập. Sau khi giải xong, hãy nhấn nút phát tiếp và khoanh tròn vào đáp án đúng nhé! Sau đây, chúng ta hãy cùng nhau kiểm tra đúng hay sai nhé. Diện tích hình bình hành 1, 10 x 6 bằng 60. Đáp án là 60 cm². Diện tích hình bình hành 2, 4 x 10 bằng 40. Đáp án là 40 cm². Bạn có trả lời đúng cả hai câu hỏi không? Bài học của chúng ta hôm nay kết thúc tại đây.